Hello, chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị. Vừa rồi chúng ta có nghe đó, nó liên quan đến cái truyền thông bắt nháo của cái bọn ở bên kia đó, cũng Mốt như quá là này trong nước có một bắt hả? số đó Cái gì? một một số cô chú anh chị đó. Thì bây giờ điều đầu tiên á, thì em không có nói không không có nói sâu về cái vấn đề Đại Bác. Đây chúng ta phải hiểu là Việt Nam chúng ta đó thì có các cái cấp quan hệ ngoại giao đó, thì mình phải hiểu nó là như này. Nếu mà nói quan hệ đặc biệt đấy nha, mối quan hệ đặc biệt có nghĩa là mối quan hệ thân thiết gắn bó với quá trình lịch sử lâu dài đó, thì ở đây Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt là Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia và Việt Nam Cuba đấy. Còn các cái gọi là, chúng ta cứ gọi là các cái mức đi nha, đấy là gồm có đấy cấp độ ngoại giao đó, gồm có đối tác chiến lược lĩnh vực, đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Thì Mỹ là đối tác toàn diện, nhảy một phát lên đối tác chiến lược toàn diện, có nghĩa là nhảy vượt cấp. Thì chúng ta có thể hiểu ở đây đó là cái vấn đề ngoại giao nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, và cái nghi lễ đón tiếp đấy thì nó cũng có khác nhau, nó có quy định cụ thể rõ ràng. Và cụ thể như thế nào thì cái đó sẽ do bên Bộ Ngoại giao người ta tham mưu đấy, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ những cái bọn tào lao vĩ đạo ấy, nó có làm trong Bộ Ngoại giao Việt Nam đâu mà nó biết được khi nào bắn Đại Bác, mà nó ngồi nó phán như đúng rồi ấy, nó bảo theo nguồn tin đáng tin cậy. Thế là tin cậy là tin cậy, ai tin cậy? Thế bây giờ cái nguồn tin đó bây giờ nó còn tin cậy không? Rồi cái kênh đó mà đưa cái thông tin như vậy đó, thì liệu cái kênh đó nó còn đáng để nghe hay không, khi mà chúng ta kiểm chứng lại nhiều thông tin nó không đúng sự thực, đúng không ạ? Rồi bắt đầu là nhiều vấn đề khác nữa, chúng biết nó nhiều vấn đề lắm. Rồi là cái gì bây giờ cái gì có nghĩa là có những cái đối tượng nó lên nó chống phá theo cái kiểu là như thế này nữa. Nó lại bảo là Việt Nam bây giờ là mới thấy cái đồng đô la nó có giá trị cao hơn đồng nhân dân tệ. Thế mà cái bọn này không hiểu là tư duy nó thế nào. Thế cái đồng đô la nó thống trị thế giới bao nhiêu năm nay, cái Trung Quốc đồng nhân dân tệ nó mới nổi lên được bao nhiêu năm nay, Việt Nam biết không? Biết, thế giới biết không? Cả thế giới nó đều biết, chỉ có bọn ngu nó không biết thôi. Thế nhưng quan hệ đối với các quốc gia nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố trong đó. Thế tại sao đồng đô la nó có giá trị như thế, bao nhiêu năm nay như thế, trước đồng nhân dân tệ như thế mà đến ngày hôm nay mới được? Mà được là còn phải nỗ lực, đúng không ạ? Nỗ lực nữa chứ không phải tự dưng mà có. Thế thì nhiều cái thành phần nó chống đối, nhưng mà nó chống đối theo cái kiểu mà nó tư duy nó hạn hẹp quá. Thế em đọc thì em thấy buồn cười thôi, nhưng mà mình cứ đi mà mình tranh luận thì nó mất thời gian mà nó không giải quyết vấn đề gì. Cái vấn đề tiếp theo nữa, cái vấn đề mà có thể nói là tâm tư, đúng không ạ? Tâm tư cảm của cô chú anh chị, có những người cũng quan tâm. Thế kia, đúng không ạ? Thì em chỉ nói ngắn gọn cái vấn đề là như thế này thôi. Đối với cá nhân chúng ta đó, là chúng ta không công tác ở các cái cơ quan ban ngành đó, các cái bộ phận tham mưu, ví dụ như văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Chủ tịch nước hay là văn phòng Thủ tướng, chúng ta không công tác ở các cái bộ phận chuyên môn để tham mưu trong cái lĩnh vực này, thì chúng ta không thể hiểu hết được trong đó nó có những cái nội dung gì. Ví dụ như trước đây đó, nó có nhiều thông tin nó mập mờ về cái vấn đề là chưa thấy ai đề cập đến cái vấn đề là Mỹ mời Tổng Bí thư sang thăm Việt Nam, sang thăm Mỹ, đúng không ạ? Thế nhưng mà trước cộng đồng quốc tế là Tổng Bí thư có nhắc là tháng 6 vừa rồi là các anh có mời tôi, nhưng mà tôi bận, tôi chưa sắp xếp được, đúng không ạ? Nên nếu như mà Tổng Bí thư không nói ra thì cô chú anh chị có biết được không? Không biết được. Thế nên có những cái vấn đề nó thuộc về bí mật quốc gia, đúng không ạ? Nó thuộc về các lĩnh vực mà nó đang còn là thương thảo, thì chắc chắn các anh cô chú anh chị không có tham gia, không biết được. Đấy, thì những cái lăn tăn suy nghĩ thì nó cũng hợp lý thôi. Thế nhưng mà cô chú anh chị lo một đấy, thì các bác lãnh đạo cũng như các cơ quan ban ngành đó, người ta phải lo gấp trăm gấp nghìn lần, bởi vì nó liên quan đến nhiều yếu tố, mà đặc biệt nó liên quan đến an ninh quốc gia, đúng không ạ? Nó liên quan đến an ninh quốc gia này, nó liên quan đến
quyền lợi của cả dân tộc, lợi ích cả dân tộc, chứ không phải là liên quan đến một hai người. Thế nên là nếu mà cô chú anh chị đã thường xuyên, điều đầu tiên là không ai bắt cô chú anh chị lên trên mạng để mà yêu nước hay là thế này thế nọ. Thế nhưng cô chú anh chị đã thường xuyên lên trên mạng và khẳng định mình là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước, thì không riêng vấn đề khác mà vấn đề này chúng ta cũng thế thôi. Đấy, chúng ta không có ở trong đó chúng ta không biết được. Đấy, chúng ta lăn tăn thì nó chúng ta ngồi đây đúng không ạ, chúng ta là những cá nhân thôi, cũng chả công tác ở cơ quan ban ngành gì, cũng chả chuyên sâu gì, cũng chả gọi là chuyên gia hay là về chính trị nào cả, mà chúng ta thấy lăn tăn á, thì không lẽ các cô chú anh chị ở trên các cơ quan ban ngành đó người ta lại không lăn tăn đúng không? Chúng ta biết thì chắc chắn người ta cũng sẽ biết, thậm chí người ta biết hơn chúng ta rất nhiều, bởi vì người ta được đào tạo, người ta có chuyên môn, người ta có kiến thức, người ta có tiếp cận đúng không ạ, người ta có cái độ tiếp cận, có sự nghiên cứu, thì người ta sẽ có những cái mà đánh giá nó hợp lý hơn chúng ta, và người ta có những cái dự đoán, có những cái tầm nhìn nó đáp ứng với cái sự phát triển của đất nước. Đấy, chứ không thì làm sao Việt Nam chúng ta phát triển đến như ngày hôm nay được đúng không ạ? Đấy là cái mà chúng ta cũng không nên là quá lo lắng về cái vấn đề này. Còn dĩ nhiên là các cái vấn đề khác thì cô chú anh chị còn lăn tăn thì chúng ta lại tiếp tục chờ đợi, tìm hiểu. Mà nếu như cô chú anh chị mà nghe và để ý cái lời của bác Tổng Bí Thư đã nói đó, là đây mới chỉ là bước đầu thôi, còn các vấn đề khác nữa, và dĩ nhiên nếu không có lợi cho Việt Nam thì chắc chắn là không bao giờ được, các bác yên tâm một điều là như thế, không thể thành công được. Thế nên là mọi người cứ cứ yên tâm, chứ không có là nhiều cô chú anh chị em thấy cũng lên trên không gian mạng thì cũng thấy rất là no. Thế nhưng mà bây giờ mà bảo giải thích thì em chả giải thích kiểu gì được, bởi vì mình cũng không đứng ở trên một cái vị trí nào đó để mà giải thích được, mà chúng ta cũng không nắm bắt được để mà giải thích. Nhưng mà theo quan điểm của em nhìn nhận nó là như thế. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba nữa thì cũng liên quan đến cái bọn bắt nháo này, ngoài cái vấn đề nó bảo là bắn đại bác này đúng không ạ, rồi nó bảo là đưa tin độc quyền. Em nói thật với anh, không lẽ bây giờ nói một câu tục tĩu mà độc quyền cái mà mẹ là chúng nói là độc quyền. Cái chuyến thăm cả quốc tế người ta biết mà độc quyền cái gì, đúng không ạ? Cái chuyến thăm cả quốc tế nó biết. Bây giờ các anh ở cơ quan thông tấn báo chí nào, Reuters, CNN, đúng không ạ? Dân Trí, Tàu Nhanh các kiểu, các anh đăng ký làm việc thì đều có thể vào cái khu vực đó để các anh quay cái lễ đón tiếp, rồi là các anh chụp ảnh những cái bước đầu xã giao vân vân cả. Chứ còn dĩ nhiên khi người ta trực tiếp vào đàm phán thì ai cho các anh ở trong đó? Mà cái tin độc quyền đó không lẽ là ai đưa? Những cái người ở trong cái hội trường nó đưa cho các anh, những mấy anh làm rút tút bát nháo ở bên kia. Các anh không nghĩ là tại cái bản thân các anh là cái thứ giòi gì mà các anh đòi lấy cái thông tin độc quyền ở trong cái cuộc thảo luận đó? Còn nếu mà ở ngoài đó thì không có gì phải độc quyền cả. Tất cả các cơ quan, cả thế giới người ta đưa chứ không phải một mình Việt Nam hay một này đâu mà bảo là độc quyền, đúng không ạ? Ai đủ điều kiện về an ninh, về nghề nghiệp các thứ đấy theo quy định. Đấy, ví dụ như ở bên Mỹ các người ta đưa sang mấy cái nhà báo của báo này báo kia, đúng không ạ? Việt Nam người ta đăng ký mấy cái nhà báo của cái báo này báo kia, đăng ký với cái cơ quan nào đó, ví dụ cơ quan đảm bảo đấy, đến theo đúng cái quy định là các anh được phép đăng tải ghi âm ghi hình để mà viết bài đăng tải trên các cái tờ báo đó, thì các anh chị bảo cứ thế mà làm thôi. Độc quyền mẹ đi, từ sân bay Nội Bài về tới Hà Nội người dân người ta quay, người ta đưa TikTok đầy ra độc quyền, nghe đúng không? Thế nó buồn cười đấy. Rồi xong đầu tiên thông tin nhớ đấy, rồi một cái thông tin nữa nó bảo là chắc chắn đợt này là Việt Nam sẽ không được sẽ không đồng ý, bởi vì là trước đây là khi trước khi mà có cái thông tin mà Mỹ sang thăm Việt Nam đó, là Trung Quốc người ta đã bí mật đấy, nghe nó nói kinh khủng lắm, bí mật cử người sang yêu cầu Việt Nam phải thế này phải thế kia. Rồi giờ sao? Đúng rồi. Cái bọn đầu đất này em nói thiệt, nếu như mà cô chú anh chị nào đó mà đọc mà để ý đó thì sẽ thấy cái bọn này đó là nó đúng là cái toàn những cái thành phần mà có thể nói là
nó không xếp, nó không biết xếp nó vào cái diện nào cả, mà mình nói tục quá thì nó lại không phù hợp. Nhưng mà nhiều khi bực quá mình không giữ được thì lâu lâu thì thôi cô chú anh chị thông cảm thôi. Chứ cái góc độ nào thì góc độ anh đã không tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam đó, thì anh nên nhớ một cái điều đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú, nếu mà em cái thời Liên Xô thì em không để ý nha. Nhưng mà em nhớ không nhầm là sau khi Liên Xô sụp đổ đó, thì như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên lãnh đạo của một đảng cộng sản đến thăm Nhà Trắng. Và nếu như mọi người để ý thì hôm vừa rồi đó, cái hội nghị vừa rồi gặp nhau đó cũng là trụ sở của Văn phòng Trung ương Đảng. Mà cái thể chế chính trị ở Việt Nam chúng ta thì mọi người đều biết rồi, nó khác hoàn toàn, nó khác hoàn toàn đối với các quốc gia khác. Nó chỉ giống như ở một số nước ở xã hội chủ nghĩa thôi đó. Thì em nhớ không nhầm là như vậy. Nhà Trắng người ta chưa tiếp đón bất kỳ một tổng thống nào khác, từ một tổng bí thư nào khác của một đảng cộng sản ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó. Thế nên là nếu mà cô chú anh chị sẽ để ý thì dĩ nhiên về góc độ đầu tiên thì trên tinh thần đó thì em cũng rất là mừng. Thì cũng em nói thật là em không hy vọng, là em vẫn hy vọng là Mỹ và Việt Nam sẽ có ký kết hiệp ước dẫn độ, cái hiệp định dẫn độ đó. Thế nhưng mà dẫn độ đối với các hành vi vi phạm pháp luật khác, ví dụ như là anh tham ô tham nhũng bỏ trốn này, đúng không ạ? Rồi anh thực hiện đấy, đúng không? Rồi các anh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, ví dụ như là phạm pháp hình sự chung quy nói chung, ví dụ như là giết người hay là đánh nhau hay trộm cắp, các anh bỏ trốn thì các anh bắt rồi dẫn độ, thì cái đó thì em rất là đồng tình ủng hộ, bởi vì cái mà anh vi phạm pháp luật của Việt Nam. Thế nhưng cũng là hành vi vi phạm pháp luật ở Việt Nam, nhưng mà em nói thật những cái bọn vệ vàng đó thì theo em nghĩ là không cần nhất thiết phải dẫn độ của nó về làm cái gì cả. Tốn tiền thuế của nhân dân để nuôi cơm nó thôi chứ cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Chào bà Nguyên. Hàng ngày nó lòi ra trên mạng xã hội rồi, bản chất nó như thế nào thì mọi người biết cả rồi, quan trọng là mọi người đánh giá nó như thế nào và suy nghĩ về những cái bài phát biểu, các cái bài nói chuyện của bọn nó ra làm sao, rồi là cái tư tưởng của mọi người như thế nào thôi. Chứ còn thực ra đối với em thì những cái thành phần đó dẫn độ nó về, nó đi tù ở Việt Nam thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả, có khi nó lại tạo thêm cái gánh nặng về cái vấn đề là kinh phí của nhà nước bỏ ra để mà nuôi cơm của nó nữa, chứ không giải quyết vấn đề gì. Theo em nghĩ nó là như vậy. Thế nhưng mà dĩ nhiên là cũng có những cái trường hợp, nó có những trường hợp thì chúng ta cũng cần phải dẫn độ về để xử lý, đúng không ạ? Làm gương. Đấy, thế nhưng mà theo em, cá nhân em phải suy nghĩ là như vậy, thì em không đánh giá cao những cái thành phần đó. Cái này thì này, cái này anh hoàn toàn đồng ý với Chung ở cái điểm này nè. Bởi vì đơn giản như vậy thôi nè. Dẫn độ với điều kiện là những cái tay mà nó phạm tội tham nhũng hay là thế này thế nọ mà nó bỏ trốn á, nó bỏ trốn đi ra một cái quốc gia khác thì dẫn độ thì ok. Còn những thành phần mà nó chống phá nó rã trên mạng thì mọi người biết rồi, đó là gì? Kể cả những cái thằng như là ớt ơ con mụ nấm nè, Tạ Phong Tần nè, chứ quốc huy là gì? Là do chính sách của nhân đạo của người Việt này, của đảng cộng sản, họ đã cho tụi nó đi mà. Dẫn độ tụi nó là về làm cái gì, đúng chưa? Họ đã cho tụi nó đi đó, là Nguyễn Văn Đài đại khái là những cái tay trường hợp đó đã cho nó đi hết rồi, thì dẫn độ về làm cái gì? Chỉ trường hợp dẫn độ ok, mình nói ví dụ vậy đi. Như thời gian trước mọi người từng nghe những cái vụ gọi là nó nghe theo lời tổ chức Triều Đại Việt, nó nghe theo lời tổ chức Đào Minh Quân, nó nghe theo lời tổ chức Việt Tân để nó có những hành vi gọi là khủng bố ở Việt Nam đi, giống như là đặt bom ở sân bay hay là đặt bom xăng gì đó, thì dẫn độ là làm gì? Thì do những cái đối tượng đó bị bắt, nó có lời khai là chủ mưu như thế nào, tổ chức ra sao, thì nó nằm ở trong cái diện đó thì dẫn độ và để gọi là xử, đúng không? Thì đồng ý. Chứ còn mấy thằng ba que ba cẳng mày dẫn độ về làm cái gì cho nó tốn gạo tốn cơm, mà trong khi đó lại toàn là do nhà nước Việt Nam họ thả ra, họ cho đi không mà giờ hỏi dẫn độ là về làm cái gì, nghe rất là tức cười. Cũng có nhiều cái gọi là cái kênh YouTube là giống như họ không rõ ràng thôi, họ không nói rõ ràng, nhưng mà họ đưa cái quan điểm giống như là muốn tôi ký lúc đó đó, muốn tôi ký chứ đối tác chiến lược toàn diện thì phải là thông qua cái hiệp định dẫn độ. Cái hiệp định dẫn độ nó quan trọng quá, nó làm như là cái hiệp định
Ấn Độ đó là quan trọng lắm á, nó lớn lắm á, cái lợi ích dân tộc mới là lớn. Hồi nãy mọi người có nghe rõ ràng trong cái đoạn kinh của kiến thức chuyên sâu không? Thế quan rất đồng ý á. Cái chính ở đây là gì? Việt Nam chúng ta có nhân lực, có nhân công, có tài nguyên, tiền là một, mình nói chung là kinh tế đó. Hai nữa là cái công nghệ lõi. Chúng ta không thể nào mà cứ làm vai trò là chỉ là đi gia công cho các quốc gia khác được. Không, cái đó là làm thuê. Chúng ta mãi mãi là làm thuê, không thể làm chủ được, đúng không? Cho nên những cái chuyện này nó cần đến là gì? Cần để chúng ta một ngày nào đó, người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam phải làm chủ những cái công nghệ nào đó, nó ngang tầm, hoặc là nó vươn tầm thế giới. Cái đó mới là cái quan trọng, đúng không? Thì bây giờ cái trước mắt, giống như ở đây một cái câu của comment của bổ sung của Hoàng Nguyên nè, thấy rất hợp lý nè, chung là anh đọc cho chúng mọi người nghe nè. Mọi người cũng biết đúng không, cái quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược, thì nó phù hợp với cái hiện thực khách quan. Trong đó Việt Nam vẫn giữ được sự tự chủ, đúng chưa? Cái đó là cái điều kiện đầu tiên chúng ta thấy, đúng không? Hoa Kỳ vẫn phải tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, đó là cái hai. Mà đặc biệt trong cái lĩnh vực thương mại á, Hoa Kỳ hiện nay là đối tác số 1 của Việt Nam với kim ngạch 100 tỷ đô la. Còn Việt Nam chúng ta vẫn duy trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, không chống lại quốc gia nào. Trong mọi vấn đề quan hệ với Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào, Việt Nam vẫn duy trì lợi ích quốc gia, dân tộc là cốt lõi. Thấy chưa? Việc các quốc gia lớn trên thế giới tới thăm và nâng tầm quan hệ với Việt Nam, điều đó khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực cũng như trên quốc tế. Hoàn toàn đồng ý với Hoàng Nguyên luôn. Nếu mà chúng ta nhìn rõ cái câu này thì chúng ta nhìn ra cái sự việc, suy ra chúng ta thấy rất là rõ. Có nghĩa rằng giống như nãy Trung nói đó, người dân chúng ta, đúng không, với cái góc nhìn rất là hạn hẹp, thì chúng ta có những cái lăng tăng thế này, lăng tăng thế kia, thì đối với thời quan thì cũng rất là tốt thôi, chứ không phải là không. Nhưng mà để cho mọi người hiểu thêm á, mấy bác ngồi ở trên kia đó, họ còn nhức đầu hơn nhiều nữa. Cái bài toán á, cái bài toán kinh tế và cái bài toán phát triển của họ, nó còn đau đầu hơn nhiều nữa. Họ cũng đắn đo chứ, họ cũng lăng tăng chứ, chứ đâu phải là không. Rõ ràng không? Mà cái mức đắn đo, cái lăng tăng là gì? Là lo cho cái chung, lo cho cái tương lai. Và đặc biệt tương lai là phải phát triển, tương lai là phải mạnh lên, đúng không? Tương lai là phải đứng ngang tầm với những ai đó, chứ không phải là mãi mãi chỉ là một cái quốc gia ok có tiền, nhưng mà vẫn là chỉ là đi gia công, đi làm thuê làm mướn. Đó, cái vấn đề chính là chúng ta nhìn ở đây, chúng ta có cá nhân thơ quan thì thơ quan thấy được cái điều này. Còn cái sự giống như cũng đồng tình với Trung thôi, cái sự lăn tăn của mọi người á, đắn đo của mọi người á, thì cái đó chúng ta cũng có thể hiểu, thơ quan cũng có và hoàn toàn đồng tình. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Cảm ơn anh thơ quan và cô chú anh chị đã quan tâm để em chia sẻ buổi live tối nay. Cảm ơn Trung.